nhân tình bị vợ túm gấp, chồng vội giảm phóng xe bỏ chạy. Cùng hai con đi mua sắm, vợ phát hiện người chồng lẽ ra đang nên làm đang đậu xe bên đường làm điều mờ ám. Sự việc xảy ra ở một thành phố thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hôm đó, người vợ cùng hai con đi mua sắm. Khi ba mẹ con đang lang thang thì bất ngờ cô phát hiện chiếc xe của chồng mình đậu bên đường. Cho tới lúc này cô vẫn nghĩ rằng chồng đang đi làm, nhưng thực tế anh ta lại nói dối để đi cùng nhân tình. Tới gần chiếc ô tô, người phụ nữ mới biết sự thật khi thấy hai người ở bên trong. Quá sốc và tức giận trước cảnh tượng này, người vợ đã chạy đến chiếc xe rồi cứng thấp lôi nhân tình ra khỏi xe trong khi cũng bắt đầu đánh nhau với chồng. Tuy nhiên, thay vì tìm cách giải quyết, người chồng lại nổ máy ô tô và lái đi, kéo lên người vợ đang cố gắng bám vào thành xe một đoạn đường khoảng 20 mét. Bất chấp tình thế nguy hiểm, người vợ vẫn không buông tóc nhân tình mà la hét kêu cứu khiến người đi đường chú ý và nhanh chóng lao tới chặn đầu xe của người chồng. Hỗ trợ người vợ, suốt cuộc bẻ phá, người vợ nắm chặt tóc của cô gái ngồi trong xe. Do sự can thiệp, giúp đỡ của người đi đường và dưới áp lực chỉ trích rất lớn từ họ, người chồng sau đó buộc phải gấp xe vào lề đường. Anh ta cũng đồng ý giao nhà, xe ô tô, chuyển nuôi hai con cho vợ và sẽ hiện đơn ly hôn. Sau khi đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ rộng rãi, phần đông người dùng mạng xã hội tỏ ra đồng cảm với người vợ. Trong khi số khác không lên tiếng chỉ trích người chồng mượn gạt đã gây nguy hiểm cho vợ bởi hành vi lái xe bỏ chạy, khi cô đang bán và vừa vì ô tô, vì hành động của anh ta là âm mưu giết người. Sau vụ việc, cảnh sát địa phương đã tiến hành tạm giữ người chồng để điều tra vì tội lái xe gây nguy hiểm. Lý do do anh chàng lăng nhăng thường hay bất hạnh, sự nghiệp bị ảnh hưởng. Sự trăng hoa dễ cơm nghiện giống như bất cứ cảm giác thích thú nào khác. Bất cứ sự khoan khoái nào cũng dễ làm tê liệt đầu óc của bạn và khiến bạn trở nên lười đi. Vì vậy, sự nghiệp của bạn có thể bị ảnh hưởng khi bạn hiếm khi thích lao động chăm chỉ mà luôn nghĩ về phụ nữ. Vợ hay người yêu sẽ luôn nghi ngờ bạn. Nếu bạn đã có nửa kia, cô ấy sẽ luôn phải để mắt đến bạn và thường xuyên ngờ vực ngay cả khi bạn chân thật. Đó không phải là lỗi của nàng. Khi bạn xây dựng hình ảnh mình là một gã đào hoa, cuộc sống sẽ trở nên như vậy. Đó là hệ quả tất yếu. Cô gái trong mộng bắt hiện đến chỗ đạn. Tất nhiên, có phụ nữ nào lại thích chung sống mãi mãi với một người đàn ông khiến cô ấy luôn cảm thấy bất an bởi anh ta luôn thích tán tỉnh như cô nàng khác. Vì vậy, khả năng bạn bị người trong mộng của mình từ chối là hoàn toàn có và khá cao. Chỉ những bụng trạng cơ thể dường như mới có ý nghĩa với bạn. Khi bị người tình trong mộng từ chối lời cầu hôn, bạn có thể quay ra ngủ với những người phụ nữ khác, thậm chí là những người chưa thân thiết gì. Và điều này sẽ gây phiền đến cuộc sống của bạn nhiều hơn là bạn tưởng. Các cô gái từng gắn bó với bạn sẽ dần kết hôn với người đàn ông khác. Khi có nhiều phụ nữ vây quanh, rất tự nhiên, bạn có thể nghĩ họ đều yêu mình. Nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, tất cả họ sẽ cưới người khác và bước khỏi cuộc đời của bạn. Họ không muốn ở mãi bên cạnh một người đàn ông luôn thích trở thành nam châm với những phụ nữ khác. Bạn có thể già đi trong sự cô đơn. Khi bạn cố gắng để có cuộc hôn nhân ổn định, kể cả bằng phép nhờ mái hướng, thì cô gái bạn muốn lấy và cả gia đình cô ấy sẽ tìm hiểu quá khứ của bạn và có thể khóc nhiều vì sợ bạn sẽ gây đau khổ cho họ. Như vậy, không lạ khi thấy nhiều người đàn ông khi trẻ thì rất nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng lúc về già lại vui khủi một mình.